nay ta nhân danh một đại thần nhất phẩm, mở tiệc cao chư vị anh hùng. Thanh thượng đã tặng phong chức tức với sủng ân, riêng dinh thự thì do ta sắp đặt. Vậy truyền tịch thu dinh cơ, phủ điển của gian thần Lưu Cẩn tạc loạn sử Hồng Cơ, cho anh gió ba với giọng trung hồng. Còn chư vị tướng quân, dinh thự sẽ cất xây, sao tháng mới xong xuôi mới chu tất cho mọi người. Xin mời tất cả anh hùng về sống chung tại Tam Môn Giai. Nay đã là dinh cơ thơm thang rộng rãi của Lý Mạnh Thường, hay là dinh giọng trung hậu mà hoàng thượng vừa ban cái sở dân? Riêng hai vị Lạc và Mộc Lâm hai lần cứu tử mạng sống này, ta nhận làm con ta trong gia đình để nối dòng cho phạm gian. Ta có một việc riêng muốn hỏi riêng giống trung hầu. Xin thừa tướng cứ mở lời, hạ ngu đợi chờ nghe chỉ giáo. Ôi ta có một người cháu gái, nó giống tạc sở tướng quân, chỉ có khác chỗ gái tại thôi. Tên tộc là Dân Tần Nương. Hạ ngu vẫn có lòng thằng thương kính ngài như đứa cháu Dân Tần Nương kia vậy. Quy hoa thai một lần nói một tấm lòng, cũng đang chỗ để lão phu tựa nương niềm an ủi. Nhưng cũng thảm thương cho chị ta, ngày đêm trong ngóng một hòn máu thất tung mù lòa đôi mắt. Bằng không thì ta cũng cậy nhờ sở anh hùng thăm lo một chuyến cho chị ta một lần được chiêm ngưỡng dung nhan, an ủi cõi lòng từ lâu vốn quạnh hiu. Vì lạc mất đứa con là núng mà ruột đã cắt đi, để thừa tướng cùng lão ba mẫu được vui lòng. Hạ ngu sẽ đến dân an một lần, chính gia này cũng bồn chồn bấn quân. Mẫu tử lìa nhau, ôi lòng nghe như nặng thâm tình. Hiền hầu đa cảm đa tình, và mạc nhân đã chứng kiến lần thứ hai. Nhắc đến tình mẹ con thì sợ dân đổ lệ. Anh hùng vẫn có lòng và thế nhi, thừa tướng như ta mà còn xúc động, huống hồ vì một giai nhân. Mang chức quay liệt thiền sư mà uống thôi quá xa, quay cũng sức quay hàm. Còn chữ liệt đó có nước để đuổi ruồi thì cũng như huynh theo thập chỉ cô rủ liệt tay chân. Ê, mi binh càng nói bậy giỏi của tài kiêu ngạo, bộ có vợ rồi ai cũng rủ liệt hết chân tay hay sao? Quảng Minh chưa làm xong mà hai đứa đã đầy ra, làm mẹ sao dám sát tư cách của người. Thôi không có gây nữa nghe. Bây chừng Quảng Minh thôi đi được đi. Thua không quay liền đáng mạng nhậu không, cho bình rượu sức quan công danh cũng liệu. Vì mẹ già tôi đã cao mà cánh nhà đơn, có một gái chẳng mãi tất tất không không cùng dường số.
tôi già sao dân dân để không chọn người chung chăng chăng thiếu cho ba ba mẫu có người an ủi an để tìm đại ca là mong giúp cho trọn duyên nở đa vàng kể từ khi nơi Thái Hồ gặp mặt lòng để lúc nào cũng thương như Ngô Hữu Tiên. Mở cửa, mở cửa cho quan lớn tiếp bạn bè, mau ra rước lão gia. Lời ta căn dặn bên tai này lọt qua tai kia đi mất, bọn mi chỉ giỏi tài lộ mãn của bọn thấp vô loại. Ngộ quá ha. Vinh có giọng trung hầu, không thấy một bóng người đàn ông nào hết vậy cả. Đầu bếp cũng đàn bà con gái, rồi tươi kiện cũng con gái đàn bà, rồi cho tới giữ ngựa cũng đàn bà con gái, rồi bây giờ mở cửa cũng con gái đàn bà. Xin chào Lý Hồ Nhĩ Vinh. Chẳng hay hai anh em tôi tới đây trước là thăm nhau cho đỡ nhớ, sau là nhờ giống trung hầu bỏ chút công phù mà làm mai làm môi. Phải rồi, làm môi làm mái. Ôi mà làm mai làm môi cho ai? Cho Lý đại ca. Hồ đệ, dạ. Hồ đệ cũng không bỏ cái tật ham hồn. Ủa chứ không phải như vậy hay sao? Ta nhờ là nhờ cho dân bích nhờ. Ôi vậy là đây đây phát ngôn lầm lạc. Dân để có lòng yêu Ngô Hữu Tiên, để có người phụng dưỡng mẹ già, nên mới nhờ tài mai mối của sở dân. Dân huynh cưới vợ để phụng dưỡng mẹ già, phận làm con làm em ta phải dốc tâm. Sao đại ca có vẻ không được vui vậy? Đi bên cạnh sở đệ mà vu ca chợt nhớ tới người xưa. Dân cần nướng. Phải. Bao ngày trôi qua đã xa lắm rồi, sao vẫn thương hoài làm dân cần nướng. Không bao giờ quên thôi người con đời mang mây khói chúng tinh, một đời khó nhớ làm chi duyên tình xa xưa. Sao hiền đệ không nghĩ mà thương tưởng đến công lao người đào ao thả cá, bỏ tâm tư dưỡng nuôi mộng hão từ chỗ vô đến độ biến nên hình. Tôi mãi mê theo đuổi một bông dáng mơ hồ, lung linh hão huyền như khói sông, mà lòng tôi dành sẵn mọi yêu đương. Với tim tôi nàng tên gọi Vân Tần Nương, trong tri giác biết ở phương trời xa lắm, nhưng sao tôi vẫn cố tin như gần gũi, tất gan thoảng như má tựa vai kề. Sống thực tại sao đại ca còn mơ mộng? Đây là dính giống trung hầu chứ đâu phải thiên thai mà từ thức lại reo đòi tiếng nữ. Có lắm khi tôi muốn kéo dài giấc ngủ để được mơ trọn vẹn niềm mơ, cũng như lắm lần tỉnh táo lại ngỡ trao hồn vào mong. Dạ
vậy mà để lại ngỡ trời cao đất rộng phóng khoáng chi nam nhi. Có ngờ đấu tận đai vương tim còn liệm chôn một giấc mộng triền miên. Như mai gầy đợi lúc đông miên sen tàn chờ ha đò để chỉnh lo cho đại ca qua ưu tư sầu muộn mà thân xác lại hao gầy. Hồn lạc lõng như mây thu bàn bạc mà bóng người xưa như bóng hạt giữa sương mù. Đại ca chính kiếp giỏi tu mới được chỉ hồng cẩm dân nâng khăn sữa trách mơ tưởng làm gì một tần nương mất tích đã từ lâu. Cháu thay mặt anh em xin chúc á tùng những câu nhiệt tình mong ba mẫu sẽ bình yên suốt cả đời. Tôi già thôi đơn chiếc có cơ tao cùng mà đứa con ngày xưa. Nhớ thương những ngày qua quả như đứa con đã xa trời cho gặp lại nhau. Quý thai tình mẹ thương trẻ tiếc rằng con cái trớ treo lắc léo là ở chỗ nam nữ nan phân đó. Cháu nghe dân hầu thường bảo dân tiểu thờ có một dấu tích khác người là có. Dạ cháu xin thái thái đừng để ý lưu tâm, giống thì có giống nhưng nhất định là lầm. Cháu sinh chung quê mùa và còn một bà mẹ ruột, gia thế ở Hoài An còn mẹ đang có mặt tại nơi này. Thấy sợ đệ chắc dân ba mẫu cũng giảm sầu, chớ trên đời này làm gì có gái giả này, chém tướng đoạt cờ xông pha giữa trận thôi. Thôi rồi, xin lỗi. Theo kiến thức của dân hiền hầu, có phải tội khi quân là tội đáng đứt đầu? Nếu em gái của người giam qua mắt nhà vua, đường đường là một nam an tử, được hoàng thượng phong tước giống trung hầu. Các người vu cáo là một nữ lang, thật tần khanh này cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thôi thôi, sở hiền huynh đừng có vội giận, chẳng qua vì thương mẹ quá mòn mỏi đợi chờ. Thì có giỏi á, đưa con út tay trái lên thề. Giấy trời trên đó có hàng một vết son, như vậy á mới anh hùng quang minh chính đại. Đây, các người hãy nhìn cho rõ ràng sự thật. Để đập tài mau loan thành vết đỏ lên, mẹ kiếp đó, còn kẻ nào dám nhìn thấy được vết son. Uống nhiều rượu nên đệ qua nhức đầu, đành đắc tội với thái thái và tất cả anh em. Thì sở tần canh nhất định là gái giả trai, sao dám cả gan cưới vợ mà cô dâu. Trời ơi, là ai?
là trai và gái phải không? Hồ huynh nó bậy hoài, cho quen thân mất nết, mất cả bạn bè. Tiền Quỳnh Châu vốn dĩ tấu tấu của mình, dân tình máu thân cùng sở huynh thành thân, nhưng có chút éo le. Ôi, chớ nên lắm chuyện mỗi người một duyên nợ, mình phải quên đi như gió thoảng mây bay. Huynh đệ tụ tập ở đây còn Lý đại ca. Lý đại ca đột nhiên bệnh nặng, cố gắng đến mừng tân nhân, ngẩn ngơ tâm sự một mình hoài kia, nghĩ tội cho họ Lý vô cùng, ai trao tương tư một gánh nặng nề. Cũng vì thất chí mà sanh ra bệnh ngặt, ta đến gặp người an ủi đôi câu, tri kỷ tình thâm trước sau vẫn vậy. Phu nhân hãy thay chồng tạm với anh em, xin chia vui cùng tiền tâu tâu. Giữa tiệc tân hôn, thiếp xin được dâng rượu ngang mi, kính mời chư bằng hữu. Lòng riêng đây đầu tạ tội với người xưa, xa cách chẳng bao lâu mà lỗi ước sai nguyên. Vì câu hiếu đạo nên bến hẹn phải ra thuyền, nếu ân nhân ngày trước không thương mà phiền trách, thì Quỳnh Châu chỉ biết cúi đầu nhận tội mà thôi. Cũng tại ngày xưa mình quá tự chuyên, lời ước hẹn chưa thưa qua từ mâu, nên ngày nay mới tầm ta giọt nâu. À chức chàng ngưu ôm nỗi sầu duyên lỡ, quân tại tương gian đầu, thiếp tại tương gian dị, lượng lộ bi dị lụy, đồng âm tương gian thùy. Trương Hiền để nên nuốt lễ vào lòng, như uống nước sông tương cho nghĩa để huynh tròn đau. Để vẫn biết chuyện ngày xưa, giờ tan như sương khói, nên uống chén men cay như uống những giọt sầu. Lòng như nắng xuân còn nhớ giọt qua sầu, vẫn không dám ước mơ một nhịp cầu ô thước. Dù đào hoa y cửu tiếu đông phong, tiền tấu tấu tiểu đệ xin cạn chén men cay, gọi là lần sau cùng nâng chung tông biệt. Xin chúc tấu tấu với sơ huynh trọn đời hạnh, chuyện cũ ngày nào rồi như sương khói dần tan. Bao nguy nan đón em, liều thân gia nguy xá chi, xa dần hơi nên phòng thêm.
phân với nơi xa trường để chi. Em sẽ lập công đầu hiền huynh an lòng đời chờ chiến công. Sợ đệ nên cẩn trọng, xin giả biệt ly huynh để lập công phá trận. Nguyên soái ơi, sở đệ cùng sáu tướng đã xa vào trận hỗn quân chưa tường sống thác. Nguyên soái ơi, nguyên soái ơi, sở đệ ơi, mới hôm nào còn vui nghĩa đệ huynh cùng trà trưa rượu sớm, mà giờ đây kẻ dương gian người nơi âm canh chắc thiên thu mình dính biệt nhau rồi. Từng trời nói làm sao cho với niềm đau xót, là một dòng tướng kiêu hùng mà dòng mà lệ bóng tuôn rơi, không một người bạn đã đồng cam cộng khổ mấy năm trời, mà cũng khóc cho một mối tình uất. Sở hiền đại mạng giống ấy dân tầng nương, vừa khuất bóng cùng gieo vào lòng ta bao thông khổ đoạn trường. Xin nguyên soái đại ca dằn cơn thống hận, lo tìm phương giải cứu anh em, chưa chắc gì sở dân đã chết đâu. Hồ đệ ơi, dằn làm sao được, bảy anh em ta đã thề đồng sanh cộng tử, cay đắng ngọt bùi sương khó có nhau, trước cảnh tình này sao dằn được niềm đau. Huống chi giữa ta và sở đệ, ngoài nghĩa đệ huynh còn một thứ tình khó tả. Nay nếu âm dương chia lìa đôi ngã, ta có còn sống đây cũng như đã chết rồi. Sở hiền đệ hãy gắng chờ đại ca, anh sẽ đến cùng em cho trọn lời thề sanh tử. Hồ đệ mau chính tề đội ngũ, ta sẽ cùng kẻ thù mà sống chết một phen. Dạ, làng chúa xin dâng đầu ba tên phản nghịch để cầu qua. Hãy dỡ tấm lụa cho ta xem thử. Thôi trời ơi, ngọn tóc xanh sao khép kín rèm mi, má hồng phai thâm, hãy chậm chờ ta ru nàng say giấc buông mở rồng, vòng tay cùng ai ôm trọn khôi chung tình. Đời buồn mà biết bao nhiêu khi ta cô độc một mình, hãy cho ta chia nỗi sầu nát ruột. Ôi giang ngọc u hoài phơ phất tóc liêu trai, từ đổ xa nàng thương nhớ đã bao lâu, giờ gặp lại trong cảnh tình ngang trái, thương mà dần cho đời dâu bể gây ra chi bao cánh ngộ đau lòng. Quận chúa hãy tỉnh lại, muôn sự đã gì lỡ rồi, nước mắt của nàng không giữ được, thừa tướng ở lại dương gian. Cha ơi, rồi sơn đồng con dối giá về đây xong phá trần mà mong đêm chút công lao mà cứu mạng cha già.
ngờ đâu cha đã vĩnh biệt cuộc đời. Trời ơi, từng tuổi đó mà cha còn mang nặng thầm, tóc bạc rồi mà chết chẳng toàn thây. Mặt mũi nào con nhìn được ai đây, muốn trọn yêu mà cũng đành bất thiếu. Tội của cha sao không để con gánh chịu, khóc cho cha hay đổ lệ khóc cho mình. Này chư Khanh, ta thay mặt cho hoàng huynh khao quân thượng tướng, đã dẹp xong tặc loạn cùng phiên tặc hồng mau. Dạy số bộ công lao nguyên sai mau trình với trào đình. Để bá quan cùng ta luận công mà thương phạt. Đây sổ bộ công lao trong công cuộc bình tây sát tặc, hạ thần xin dâng lên để ngự đại tường ti. Đại công lao đã về tay sử Cẩm Bình, tan đại lãnh nhị công ba là Trương Giác. Nàng đó con của sử thừa tướng, con người thí vua tội tình có thà mau đem ra pháp trường biêu đầu. Xin là ơn trên rộng tình xét suy. Ôi thật là một mỹ mạo tướng quân, Khanh muốn câu gì hãy mau mau bày tỏ. Dạ muôn tô số là họ sự, con pha giặc đối công. Sứ Cẩm Bình là hoa tướng của nàng, sứ thừa tướng bỏ thấy thì ngoài trận tiền. Giữ gìn kỹ cương thần tử. Không không có gì đâu mà Khanh giận Khanh hờn. Cho ủ rũ nét thành tần, ta muốn được làm thân với tất cả chư vị anh hùng. Khanh ơi Khanh qua ư là mỹ mạo, ta tưởng chừng người ngọc. Xin người giữ giữ đoan trang bằng không thần, xin trở về. Khanh chớ vội bất bình, hãy nghe lời ta phân nghe to. Thật là một chuyện trái lòng, thần đành cam thân ta lệ. Ta muốn Khanh phải đoan thề, nếu ta tìm ra bằng cơ. Nè, chẳng những Khanh mất ngôi vị vương phi, còn mang trọng tội thi quân. Chẳng dâu chi hiền đệ, từ ngày nhìn lầm hiền đệ là đứa em gái thất lạc của ngu huynh.
mẹ ta bệnh liệt giường, càng ngày càng yếu thêm ra. Có lẽ vì thương nhớ nên tâm bệnh mới trầm kha. Vội vã vào nơi thăm cung, nhờ người ra chẩn mạch bệnh tình. Trời ơi, cũng vì ta mà mẹ mẹ huynh thọ bệnh. Thiên công sao khắc nghiệt, để vẫn này tình đó mà phải chia lìa. Mẫu tử tình thâm thâm thiết, càng nhắc lại càng đau. Mẹ huynh túi hạt đã cao, chỉ e không thấy được ước nguyện. Lần thứ hai ta thấy để trào dâng cho người xa kẻ lạ. Phải chăng đây là những xúc động chân thành? Huynh vui lòng cho tiểu đệ nối gót đi theo về. Xa tài chân mạch cho ba mẫu, rồi sẽ phục thuốc ký kê thang. Trời ơi, cây có cội, nước có nguồn, hòn máu này ai xẻ thịt banh da, mà mẹ đó ta đây sao đành trơ mắt ngó. Phẫn quần thoá sao cầm gươm cởi ngựa, đổi mão mang hia, gạt đời dối thế thêm nặng tội khi quân. Mời hiền đệ quá bước vào trong, mẹ già khoác khoái. Ba mẫu thế nào hả Dương huynh? Khoác khoái chờ mong thầy thuốc, mong thầy thuốc mắt tay bệnh già mau thiên giảm. mẹ ơi, mẹ nhớ làm như vậy nghe mẹ, nhớ nghe mẹ. Dạ thưa mẹ, dạ có Trung Võng Hầu Sở Tần Khanh đến chẩn mạch cho mẹ đây mẹ ơi. Ai đó, mẹ mệt quá. Dạ con, dạ tiểu điệt, là Sở Tần Khanh đến vấn an ba mẫu. Tần Lương đó phải không con? Mẹ chết mất con ơi. Mẹ, đây là Sở Hầu chứ có phải em con đâu mẹ. Thôi im đi, mi đừng hòng gạt ta nữa. Con ta vừa bước qua ngạch cửa, trân trối nhìn bà mẹ hao gầy hốc hác mà nước mắt đã đông đầy. Con ơi thương nhớ còn nguyên, nhưng tuổi tác đã hao gầy. Con hãy đến đây cho mẹ bồng mẹ ấm, như thuở nào con mới nằm nuôi. Trời ơi ngày tàn tháng lũng lũng nhớ nhung, hình bóng con chập chờn trong cơn mê tháng thúc. Sớm nóng chiều trong lòng như lửa đốt, để được con rồi nhắm mắt đi theo chồng. Mẹ tôi đau nhiều cho nên tâm thần mê hoảng, phần nhớ con nên trong gà quá quất. Có điều chi sơ sót, xin hiền hầu hãy nể chút tình bằng hữu mà bỏ qua cho. Ba mẫu ơi, trước tình canh này phải chi con được phép quyền diệu nhiễm ma màu. Để biến dạng một
nam nhi thành trang má phấn bụi hồng. Để sớm khuya hầu bên ba mẫu cũng giảm được phần nào nỗi nhớ niềm thương. Bằng như dân tần nương có giả trai mà không nhìn mẹ, chắc là nàng có lý lẽ riêng tư. Xin ba mẫu giảm sầu bớt tham để cho con ra tay chân mạch đón bình. Nhìn thấy mặt con mẹ nghe như hết bệnh. Dân Nhi đâu? Thôi bọn chúng dọn tiệc tẩy trần để mẹ con ta uống mừng giờ tướng hội. Mẹ, mẹ ở đây là Sở Tần Khanh chứ đâu có phải là dân Tần Nương đâu mà. Dân Nhi, sao hôm nay con lại vô lễ với mẹ vậy? Dạ, con đi đây nè. Bay đâu? Hãy bài tiệc cho mau. Hiền Hầu, Hiền Hầu cũng chiều mẹ tôi. Mẹ tôi trong cơn lâm trọng bệnh, tôi mang ơn Hiền Hầu nhiều lắm. Tần Nương ơi, hãy uống với mẹ đi mừng ngày tái hôn. Thiệt là cao xanh có mắt, thần thánh có tay. Uống đi con, phải con gái của mẹ là trai thì đời nào mẹ thèm thương nhớ. Tương nó phẩm liễu bầu nhược chất mà phải nổi trôi lung lạc nơi xưa là quê người. Thêm đôi ba chúng nữa cho vui nhà vui cửa đi con. Trời ơi, sao bỗng nhiên đầu dáng mắt qua người đi, chữa bệnh qua ra người thổ bệnh. Dân hội để xin cáo biệt, hẹn một ngày đoàn tụ cùng nhau. Mau cởi đôi hia cho ta tường trong đục. Ồ, đôi chân bé nhỏ, gót sen có một trang quốc sắc. Xem lại ngón tay út bên trái coi sao. Mẹ, quá là dân Tần Nương chứ không ai khác đâu mẹ ơi. Con ơi, con. Mẹ ơi, hơn 10 năm dài khổ đau chập chờn giấc mơ hộp phố. Mẹ cứ khóc nữa đi cho sầu tan thảm biên bụi châu về. Từ đây mẹ sẽ còn niềm vui vui tựa dây cây. Khi có dân Tần Nương phụng thờ sớm tối, một nhà mừng rỡ đoàn viên. Nhưng biết con nó có nhìn mẹ hay không, hay cứ khăng khăng một lòng ghé lành. Đến nước này không lẽ dân Tần Nương còn né tránh, đã mang tội khi quân còn bất hiếu với quyền đường. Con nhắc đến mẹ đây mới nhớ, tội khi quân không dễ gì đâu. Mừng gặp con chưa dứt đã lãnh tội đất đầu. Mẹ ơi, nắng xuân chưa kịp ấm lòng từ mẫu, thì đông phong vội đem băng giá đổ về đây. Cũng tại vì đứa con bất hiếu nằm kia mà ra cả. Mẹ cứ coi như nó đã thất lạc từ thuở đó, và coi như mẹ con chưa gặp lại bao giờ. Không, ta là để mẹ con ta nhìn tan mặt nhau rồi ra pháp đường cùng chịu chết. Không được nhìn con lòng ta cũng mòn mỏi lần hồi, thà được đồng cùng có chết cũng vui hơn. Kìa mẹ, em con Sở Hiền Hầu đã tỉnh lại rồi mẹ. Dân Tần Nương, Dân Tần Nương con. Mẹ, con. Mẹ ơi, bấy lâu nay con nuốt sầu uống thầm, căng răng cầm ninh để mẹ nuôi mãi chuỗi đau buồn. Giờ vẹn danh chi mà hiếu chẳng
đỏ tiên hùng anh. Với triều đình đã qua tước dương, đành mang tội khi quân. Thôi thì cả gia đình ra chịu tội với thánh nhân. Hay là mẹ đến nhờ cậu con bào tâu trước điện tiền cho trả áo mão công hầu, xin cái họ sửa tên để mẹ con để huynh đoàn câu cho vẹn câu mẫu tử thâm tình. Muốn tâu thần cuối xin lượng biển trời công minh phán xét. Ngọc Thánh Dương đầu cáo hạ thần là gai giả trai, công cơ bằng rõ rệt bằng những lời bắt bông bắt dòng còn đang thốt ra bởi một thân dương. Nàng là em gái dân bích nhân, sao dám gạt lường thiên hạ. Xin hoàng thượng hỏi họ dân tất rõ rệt trắng đen. Dạ, muôn tàu với lệnh thánh hoàng dân hầu vừa phát bệnh ốm đau, đã xin giới hạ thần được miễn chầu ba trăng. Đối với dân bích nhân thần đây là cấu ruột, nên có thể chứng minh mọi điều mà bệ hạ muốn tường tri. Còn cái hỏi dân mất hay còn là già là hiến giờ đâu. Muôn tàu dân tận nương đã thất lạc từ vỡ ấu thơ, cũng ngày xưa anh chị hạ thần có hứa gả cho anh gió ngã dương. Thừa tướng có biết ngày nay anh võ dương đã có còn có vợ, ta quyết kết nghĩa vợ chồng nếu sợ dân là gái giả trai. Ví dụ như thần hạ là tần nương phải cùng họ ly kết tình phu phụ, chứ ngữ để đoạt thần thế thì trương kỷ triều nghi rối loạn. Tốt hơn áo mão của hoàng ân thần xin trả lại cho nhà vua. Chậm nhớ lúc cư gia ở Hà Nam, chậm có phán mấy lời trước mặt dân bàn võ ban, sợ anh hùng là người được chăm đầu công. Kể từ đây cho đến lúc lìa đời, không thí quân tạo loạn thì mọi lỗi lầm đều được tha không bắt tội. Nhưng hôm nay sở hiền hầu vẫn bị người đầu cao với trọng tội là bẩn chúa khi cung. Nếu sở dân là gái cũng chẳng có tội gì, bởi ta đã hứa không bao giờ bắt tội. Dạ dạ xin quân vương xét tội dân tần nương, phận nở như sao nhọn tước dương hồ. Ta thấy chẳng có chi sao hiền thanh là lo lắng, dù biết chậm không trách. Có chuyện gì khó khăn cứ thật tình nói ra. Thần lỗi đạo quân thần dạ trung can tội tình.
ôi tan tác đời qua, cầm như đã lỡ duyên tình. Người ác chi hỡi người, sao giết nhau với u sầu. Nó trần ai nặng mang, trời cao ghét ghen hồng nhạt. Xuân đã tan phai, trót cho đời nở gieo cơ cầu. Ôi kiếp quá đoạn trường, vẫn biết kiếp hồng nhan thường nếm mùi tân khổ, nhưng thà con tạo trớ trêu xuôi cảnh sầu duyên lỡ. Sao người nỡ gây chi cuộc tình gian dở cho sầu khổ cả hai người. Gối chiếc chăn đơn cho trọn một đời, ta với người vốn cùng phận gái, sao sắp bài chi cảnh ngộ trớ trêu. Từ đây sầu thảm lấy chi đông, chôn tuổi xuân trong hôn nhân ngang trai. Nhìn chăn gối nghe hồn băng giá, mà với người xa tôi là kẻ lối hẹn thề. Ta đã xô nàng vào một cuộc tình tối lỗi, lượt gương bên gương lượt quần thoá cảnh quần thoá. Gái có chồng mà sống đời cô qua, hồng nhan với khách ma hồng chung đôi. Quỳnh Châu ơi, nợ duyên này chỉ thấm đã xe chung, thì thôi ta hãy giữ chờ chung thân cho đến ngày nhắm mắt. Nghĩa phu thế đổi ra tình tí muội, cũng trọn lời thề trọn kiếp bên nhau. Chúng ta phụng dưỡng mẹ già cho đến ngày viên mãn, rồi cùng nhau vào rừng thăm non cao, mặc áo gái trai tình để quên đời. Kể như đã lỡ một đời thì thôi đành thuận theo lời người phân. Ta thề chứng quá cao xăm, cùng Quỳnh Châu sống trọn tình chị em. Sở Tần Khanh giả trai bại lộ, nếu không nhờ Ngọc Thanh Dương bảo tâu hứa hôn, tội khi quân dối chúa lâu ngày, sợ khó thoát khỏi hình phạt tru di tam tộc. Đại ca mê man bất tỉnh, đừng bàn tán, e người thêm xúc động. Đại ca, đại ca hãy ráng ngồi dậy uống thêm chén thuốc này xem sao. Chưa hơn tuần nhật mà đại ca đã liệt giường không gượng nổi, gương mặt hốc hác như bơ phờ ngây dại. Đôi mắt tinh anh cân quắc của thuở nào, giờ đây lờ đờ mệt mỏi thiêu linh hồn. Đại ca, tỉnh dậy đi đại ca. Ai đó? Có phải Tần Khanh? Khanh là Tần nương muôn thuở trong lòng ta. Trời ơi, yêu nàng mà miệng chẳng gian thông ra mấy lời ân, ai nhớ mấy thu rồi trên chiến mã
bồi mấy chén mi quang, bồi uống mãi không thôi. Hoài nhớ thương nhiều xúc giảm dung, không nghi thuốc nghi nào trị bệnh tương tư. Cao bao, cao bao, có tình tức mới của sở tận canh được thay thay nhân làm con nuôi, làm con rồi sao nói bao nghe. Làm như vậy tiêu tùng ông nữ để chuyện cưới vợ kể như quề, chớ cưới em mình là cái giống gì. Vậy công chúa sợ cái tận canh phải gả cho ai? Đại ca chớ còn ai vô hồi, đừng có nói vậy mà rủi đại ca mừng ngục. Bệnh tình thêm nhiều thân càng rõ ràng. À, bạn bè ngạo ta quá đổi, thôi để ta về phước là hơn. Khoan khoan, sợ gì mà khổ sở quá vậy. Nay thì mọi sự đã quang minh chính đại, tội giả trai quân vương không bắt tội, còn tứ ân cho hoàng thái hậu nhận làm con. Vậy thần hạ xin ra mắt công nương, chúc ba niên trường thọ. Thôi kìa, đại ca đứng lên đi, khách sáo mà mất tình bằng hữu hết. Ôi tình bằng hữu chi giao, từ nay càng thêm xa cách. Tôi đối với công nương thần dân cũng cách cả xưa. Nghe ai vương tương tư tình duyên, vì ai lỗ do ta nghiêng mỹ nở ba sinh tình chúng đành đơn diễn tâm. Nhìn câu thề tử sanh tình đệ huynh khắc ghi trong lòng, giờ cảnh tình đổi thay xin tử hôn cho nghĩa tận ân hoàng. Hồ huynh đừng nói xàm quá trớn như vậy, chuyện này đệ biết khó trôi. Thiệt chơi đó sao? Anh Từ Văn Bỉnh của đệ đã nhờ thầy mình là Phạm Thừa Tướng đem tình cảnh anh Võ Dương mà tấu trình mọi lẽ với đức vua. Hoàng thượng nghe qua cũng thương tình, xin hoàng thái hậu cho công chúa lấy chồng. Phạm Thừa Tướng mai dòng nhưng nghe đâu nàng không phận. Ta thấy nàng mắc cỡ chạy dâm, ai ai dám bảo là nàng không thuận. Phạm Thừa Tướng nói đó. Nếu ông nói thì được. Nghe đâu ông phải dùng hiểu cái tiếp mộng di hoàng. Nghĩa là sao? Để nói ra cho mình tẹt. Ta thì tối chữ nghĩa, mà mình đại ca cầm trọng. Kế hoạch cho muôn đất thành phải cầu ông Trương Giác chịu đứng ra cưới cho được mình dâu. Cho cặp đó đã tan cho họ sợ, bắt để đông sàn vợ không lỡ duyên mà mẹ chồng cũng không mất nàng dâu. Không, để em chịu đâu, ai giỏi vô thế giùm. Dạ, mình thấy mồ làm bộ lý, chắc lý chạy vô. Trương đệ, em không thương đại ca sao? Dù lòng đệ lúc nào cũng thương mến đại ca, nhưng đã nguyện thề từ độ chim phượng vỗ cánh bay xa tận chốn mệt mùng thiên nhai hải giác, để chim loan ở lại ngơ ngác giữa cô đơn. Từng cơn kháng tiếng gọi bàn đá vong tình. Duyên nợ ngày xưa thôi càng phần lỡ làng. Ngày mừng tân hôn đệ đã cạn, chúng tống biệt là trọn một cái đời đành quên đi bỏ tình xưa. Có vui gì khi nhìn lại mặt nhau, nuôi làm sao mà nuôi duyên ngày trước. Vợ làm sao hàng lại được khen nước đổ đi sao?
đây. Chỉ dùng một cái tiếp mộc di qua là trọn vẹn đôi đường, mà chú giác mày cũng tiếp diễn làm khó anh em hoài. Hồ đệ. Dạ dạ im rồi. Lời hồ đệ hôm nay gặp ra hữu lý. Gì mà tưởng rầy. Đó đó thấy không. Trương đệ, như ta đây là một trang giọng tương nơi chiến trường, quanh liệt nào có thua kém một ai đâu. Vậy mà ngày nay trên chốn trận tình, ta gục ngã mà không một ai nâng đỡ, cho đến đổi một người như trương đệ đã nặng lời. Sanh tử có nhau mà trong lúc ta nghẹn ngào đau khổ, em vẫn làm ngơ ngoảnh mặt cho đành. Xin cúi đầu chịu tội với đại ca, vì một ân tình riêng mà làm cho đại ca đau khổ. Thôi thì để cho mọi người vui vẻ, em xin nhận lời xin cưới ngã Quỳnh Châu. Bước theo định mệnh trọn phần cho ai túc có duyên, thương nhớ thôi đành chôn hết thể nguyện, lên đường du quy thoa mộng bướm ông. Để ta ở lại nghe hồn cô đơn giá bằng hiền thế, chớ vội ô sầu, tứ hôn cho bầu một vàng phong lô xứng đôi. Tình xưa bất chợt đưa về, tương tư bao ngày lận đận, giờ đây qua bốn tương cùng, có chồng nghỉ hương phai nhà, tình yêu xưa đã cố quên, chuyện ngày xưa nhắc nữa chi. Không lẽ vì hận ta mà nàng phủ phàng tình duyên ngày cũ, để cho người à xưa đã thề yêu nhau. Tình à đã xa rồi, nối lại càng à khổ à đau, chớ nên nỗi sầu lỡ duyên, nếu trường giác hôn chung tình, hãy cùng người đẹp mối duyên, chắc ngã tròn kiếp sẽ ôm sầu, không tròn duyên đâu. Hỡi con nhạn đưa tin đứng sau vách, có nghe những lời Quỳnh Châu nói hay chưa? Kẻ sao vách xin giáp mặt để xin hối nàng, sao sớm quên lời xưa đã trao ngàn câu tình chung ước thề. Mối duyên ban đầu đã dở tan lâu rồi, nay tìm nhau nói câu hẹn thề đành phụ rồi. Xưa thớ dân là trai nên tóc tơ xe tình, đành phù phàng duyên nhau, nay trắng đen phân bài thì thôi, duyên cũ ta giao hòa là gái không hai chồng. Khuyên Quỳnh Châu chớ nên câu nề mà phụ tình. Hai cô dâu hai chú rể xong bước hai hàng bước lại tổ tiên ông bà lục bay.
không à? Ta bay xa thôi, tất cả chuẩn bị. Thanh thượng gia lâm, thanh thượng vạn vạn tuế. Tất cả hãy bình thân. Phạm thừa tương thừa lĩnh trẫm hoàn thành công vụ một cách mỹ mãn, trẫm rất vui mừng được thấy trai tài gái sắc chúc giới mai đẹp tình quanh yên. Chúng thần được gọi nhuận thánh ân, muốn đổi ơn lòng. Còn tướng quân Trương Giác, xin thánh hoàng cho cải qua họ Sở. Với hồng cấm dân xin thánh hoàng sắc phong. Ta nhâm tấu bao yêu cầu, hồng với dân đồng hàng dương tư. Còn riêng Lý Quang, ta cho phép sau tháng miễn chầu. Vui thu điều duyên và muôn tâu thánh ân tươi bàn quá nhiều. Nguyện suốt đời bao quân ân. Thưa tướng, truyền cho dân chúng mở hội 10 ngày, mời chúng tướng vào qua đình cho ta thiết đại. Khâm tuân. Bãi châu.